Cả nhà mình ơi, hôm nay chúng ta sẽ học một món ăn rất là ngon nữa trong quá trình ăn xanh để nhanh khỏe, phục hồi các vấn đề liên quan đến bệnh lý hoặc là chúng ta ngăn ngừa mắc bệnh. Thì hôm nay là một món salad giàu dinh dưỡng từ các loại đậu đỗ, cách làm cực kỳ đơn giản và nguyên liệu rất là sẵn có ở Việt Nam. Chúng ta cùng nhau đi làm với em Mai nhé, nhìn ngon nhỉ? Mình sẽ dùng khoảng một quả cà chua này, mình cắt nhỏ xinh xinh này ra này, cho mình khoảng một chút lá rau ngò là rau mùi mình thái nhỏ này, và một chút nhánh tỏi mình băm nhỏ cả nhà nhé, một chút cái hành tây tím hoặc là củ hành nhà mình cắt nhỏ nhỏ cho nó có cái vị hăng đấy ạ. Và mình cho thêm một chút quả bơ. Nếu như anh chị và những người đang bị bệnh, ví dụ như tim mạch, ung thư, tiểu đường mà chúng ta, hay là bệnh gan nhiễm mỡ, hay là máu nhiễm mỡ nặng, thì chúng ta ăn ít quả bơ thôi hoặc là không cho nhé. Còn mà nếu như bệnh của chúng ta đã đỡ rồi, người chúng ta khỏe bình thường rồi, là người bình thường, chúng ta cho thêm cái lượng quả bơ này vào. Ví dụ như người bị bệnh thì mình ăn khoảng 10 gram, còn đối với người bình thường chúng ta cho khoảng 20-30 gram, đúng không ạ? Thì đây là những cái nguyên liệu chúng ta trộn cái sốt salad này. Thì sốt salad này em làm rất đơn giản. Chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu, xong chúng ta sẽ cho một chút muối, muối biển hoặc muối hồng. Nếu như anh chị và những người đang bị bệnh mà chúng ta kiêng muối thì chúng ta không cần cho muối, hoặc là cho rất là ít. Còn người bình thường chúng ta phải cho thêm một chút muối đậm đặc một chút, được không ạ? Cái món này là giống như cái món salsa ấy ạ, của người Mexico. Sau đó là mình sẽ bắt thêm một chút cái chanh xanh của mình vào đây, khoảng 5 ml, 5 đến 10 ml. Sau đó chúng ta trộn đều lên. Cái món này ngon lắm cả nhà. Món này rất nổi tiếng ở người Mexico đấy. Mình có thể dằm nát cái bơ mình ra, hoặc là mình dằm nhỏ nhỏ ra, tùy theo anh chị em mình nhé. Thì khi chốc nữa mình cho vào salad mình ăn ấy, mình không cần phải làm sốt salad nữa, mà mình trộn đều lên mình ăn. Đây là một trong những món ăn rất nổi tiếng của người Mexico đấy. Mà nguyên liệu thì rất là gần gũi, cho nên em cố gắng là chia sẻ cùng cả nhà mình để có thêm món ăn ngon. Cả nhà mình, nếu ai mà thích ăn cay thì cho thêm ớt vào, còn đối với ai không ăn cay thì không cho nhé. Mình dằm nó nát nát ra này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào cái đĩa salad của chúng ta. Đây là cái đĩa salad của chúng ta, rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Mà chúng ta sẽ gồm có một nắm rau xanh. Anh chị em mình có thể dùng rau salad, có thể là rau thơm, rau ngò cho cả vào thì rất là tốt, mà không có thì không cần. Chúng ta sẽ dùng một phần một bát con hoặc một phần hai bát con đậu đen, đậu đỏ, đậu gà, các loại đỗ đã hầm chín. Nhưng mà các bạn dùng các loại đỗ đỏ, đỗ đen đi. Công thức này sẽ rất là ngon, nó có bùi bùi đấy ạ. Và chúng ta sẽ cho một phần ngô này, chúng ta có ngô, chúng ta cho một phần ngô ngọt chúng ta đã hấp chín vào đây. Và mình sẽ cho cái sốt salad, cái sốt hỗn hợp cà chua với quả bơ mình vừa trộn ấy, mình cho vào đây. Và khi nào chúng ta ăn ấy cả nhà, khi nào mình ăn cả nhà trộn đều lên, cả nhà ăn rất là ngon nhé. Mình không cần phải làm sốt salad nữa. Đấy ạ, đấy là bí quyết để anh chị em mình chế biến được một món ăn ngon, tốt cho sức khỏe. Đấy, chúng ta thấy chưa, mình ăn này vào buổi tối hoặc buổi trưa chúng ta ăn thấy rất là nhẹ bụng. Và vì thứ hai nữa là cái đỗ này giàu hàm lượng protein, tốt cho tiêu hóa, thì chúng ta ăn như này người chúng ta nhanh khỏe nhé. Kèm theo kết hợp với chế độ uống nước ép rau củ quả trong ngày nữa, thì em tin chắc là anh chị em mình là sức khỏe rất là tốt. Rồi bây giờ thì bye bye cả nhà mình, chúc cả nhà mình sức khỏe. Cả nhà mình nhớ nhé, khi nào ăn thì mình trộn đều lên, nó sẽ rất là ngon đấy ạ.